tất cả các bạn. Mình xin giới thiệu, mình là Nguyễn Thảo Trang, học sinh lớp 4A, trường tiểu học thị trấn Rạng Đông. Các bạn ạ, dịch bệnh Covid kéo dài thật là buồn chán đúng không các bạn? Tuy vậy, đó cũng là một cơ hội để chúng ta chìm đắm trong thế giới cổ tích các bạn nhỉ? Mình bật mí cho các bạn nhé. Năm học vừa qua, mình đã đạt được nhiều thành tích cao trong học tập, như giải vàng tờ tiếng Anh Hakimo này, hoàn thành xuất sắc các môn học. Nên mẹ mình đã thưởng cho mình một cuốn sách vừa đẹp vừa hay. Bây giờ mình sẽ giới thiệu lại nó cho mọi người cùng thưởng thức nhé. Cuốn sách mẹ mình tặng khá dày, có hơn 200 trang cơ đấy. Kích thước của nó cũng giống như những cuốn sách thông thường, khoảng 24x17cm, được in với chất liệu rất đẹp. Phía trước và sau của cuốn sách được làm bằng một loại giấy dày và cứng. Khi cầm lên, em cảm thấy rất chắc chắn. Mặt trước nhẵn bóng, có lẽ vì được in cùng với một lớp ni lông mỏng. Phía đằng trước này được trang trí rất đẹp và bắt mắt. Phía trên cùng là dòng chữ ghi tên của cuốn sách Chuyện cổ tích Việt Nam trọn lòng. Chính giữa là một bức tranh rất sinh động với cảnh nhà Mai An Tiêm đang thu hoạch dưa hấu trên đảo hoang. Đàn cò trắng đang bay lượn trên những con tàu cứ liền trở về để đổi lấy hàng hóa, để lấy dưa hấu của Mai An Tiêm. Phía xa xa là bầu trời xanh thăm thẳm. Ở dưới cùng là hàng chữ ít nhỏ màu trắng, nhà xuất bản văn học. Khi mở sách ra, em thấy thức phức mùi giấy trắng. Từng hàng chữ in trên nền trang giấy trắng đã mang lại cho em bao nhiêu điều hay và bổ ích. Nào là chuyện chàng sọ dừa thông minh tài giỏi này, chuyện nàng ma Thảo Tân hiền dịu, hay chuyện cô Tấm chịu thương chịu khó, hay chàng Thạch Xanh dũng cảm và tốt bụng, và tên Lý Thông gian ác cuối cùng cũng bị trừng trị. Mỗi câu chuyện đều mang lại cho em những bài học hay. Đặc biệt, em thích nhất là câu chuyện Tấm Cám. Nhưng vật Tấm khi cha mẹ mất sớm phải ở với dì kìa, và một người em cùng cha khác mẹ tên là Cám. Tấm vì mẹ con Cám ghen ghét, ngược đãi. Mỗi khi Tấm bị đối xử không tốt thì ông bố lại hiện ra, an ủi và giúp đỡ Tấm. Và một ngày hội, nhà vua đã gặp được Tấm và lấy Tấm làm vợ. Mẹ con Cám âm mưu giết Tấm để đưa Cám vào làm vợ vua. Tấm đã nhiều lần hỏi thân thằng chi vàng anh này, cây xoan đào hay khung cưới, nhưng rồi vẫn bị mẹ con Cám hãm hại. Cuối cùng nhà vua cũng gặp được lại Tấm và cả hai người lại sống hạnh phúc bên nhau. Và mẹ con Cám thì bị trừng trị thích đáng. Từ câu chuyện trên, em đã học được rằng ở hiền thì gặp hiền, và kẻ ác làm điều ác cuối cùng cũng bị báo ứng. Có lẽ mẹ tặng em món quà này cũng muốn nhắc nhở em rằng phải luôn học hỏi và làm theo những điều tốt, phải biết tránh xa và phê phán cái ác. Em rất yêu mẹ của mình và vô cùng thích món quà mẹ đã dành tặng cho em. Em đã đọc nó rất nhiều lần tới mức thuộc lòng những câu chuyện trong đó, nhưng em chưa bao giờ chán. Mỗi khi rảnh rỗi thì em lại kể những câu chuyện hấp dẫn ấy cho em gái nhỏ của mình. Tuy còn nhỏ bé nhưng em vẫn chăm chú nghe em kể chuyện, em cảm thấy rất vui. Em đã đọc gần hết cuốn sách này rồi đấy. Các bạn hãy tìm và đọc cùng mình nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.